Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 năm 2024 Giáp Thìn. Năm sinh: năm 1973 Quý Sửu. Mệnh: Tang Đố Mộc, cây dâu tằm. Bản mệnh tuổi Quý Sửu là người sống có lý tưởng, thường đặt ra các mục tiêu phát triển rõ ràng và rất khéo léo trong cách ứng xử. Do đó, công việc của họ thường sớm phát triển và có nhiều thành tựu lớn. Nam mạng gặp sao Kế Đô, hạn Địa Võng. Nữ mạng gặp sao Thái Dương, hạn Địa Võng. Vậy nó có những ảnh hưởng như thế nào đến vận trình tử vi bản mệnh sinh năm 1973? Để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về tử vi 2024 của người tuổi Quý Sửu 1973, mời quý bạn tiếp tục theo dõi video. Tổng quan tử vi tuổi Quý Sửu 1973 năm 2024. Người tuổi Quý Sửu bị ngũ hành lưu niên khắc chế, kim khắc mộc, báo hiệu sẽ trải qua một năm nhiều vất vả trong công việc làm ăn. Tuy nhiên, đối tượng làm công ăn lương ít bị ảnh hưởng hơn làm tư hay làm chủ. Một năm bận rộn, vất vả, nhưng đổi lại, phương diện tài chính được củng cố khá vững. Tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các chi phí sinh hoạt gia đình hay công chuyện hùn hạp làm ăn. Về sức khỏe, chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải, khiến chức năng đào thải độc tố trong cơ thể trục trặc là tiền đề gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan. Bản mệnh sinh năm Quý Sửu 1973 Cẩm Tinh con trâu, mệnh mộc, tang đố mộc, tức là gỗ cây dâu. Theo bát trạch cung phi, bản mệnh 1973 cung ly, thuộc nhóm đông tứ mệnh. Năm 2024, người tuổi Quý Sửu 1973 bước sang tuổi 52 tuổi, tính cả tuổi mụ. Năm 2024, tuổi Quý Sửu gặp vận niên thử quy điền, chuột đồng gặp lúa tốt. Vận niên này báo hiệu bản mệnh sẽ có một năm tài lộc dồi dào, làm ăn phát đạt, có của ăn của để. Năm nay, bản mệnh sẽ gặp được nhiều cơ hội trong làm ăn kinh doanh. Nếu nắm bắt được những cơ hội này, sẽ thu được nguồn tài lộc phong phú. Sự đầu tư trong năm nay tuy có mạo hiểm, nhưng qua giai đoạn khó khăn chắc chắn sẽ thu được kết quả tốt. Chuyện tình cảm của Quý Sửu cũng khá viên mãn. Gia đình hạnh phúc, vui vẻ, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoan nghe lời. Vận trình tử vi của mỗi người trải qua từng năm có thể khác nhau, thường được phân tích dựa vào mối quan hệ giữa cung mệnh, thiên can và địa chi, tuổi của bản mệnh so với năm cần xem. Cụ thể ở đây là năm 2024. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, thuộc mệnh Kim. Theo quan hệ ngũ hành, mệnh Kim khắc mệnh mộc của người tuổi Quý Sửu. Xét về can chi tuổi với năm Giáp Thìn 2024, tuổi Quý Sửu có thiên can Quý, bình hòa với Giáp, và địa chi Sửu bình hòa với Thìn. Như vậy, vận trình tử vi 2024 của người tuổi Quý Sửu ở mức ổn định. Tài lộc trong năm có nhiều tiến triển, nhưng không phù hợp với đầu tư lớn. Các công việc kinh doanh nhỏ thường có khả năng thành công và thu lại nguồn lợi nhuận tốt hơn. Trong năm 2024, bản mệnh nếu có mưu sự lớn thì cần phải kiên trì, nỗ lực hết mình thì mới đạt được thành quả cao. Xem tử vi tuổi Quý Sửu 1973 năm 2024 theo 12 tháng. Tháng 1 âm lịch, tháng riêng mở đầu năm mới Giáp Thìn với nhiều sự may mắn, tài lộc hanh thông trong công việc làm ăn. Đây là thời điểm tốt để bản mệnh khởi sự những kế hoạch kinh doanh mới. Tuy nhiên cần chú ý, sức khỏe kém. Tháng 2 âm lịch, lời khuyên cho tử vi Quý Sửu 2024 trong tháng này chính là không nên có sự mở mang thêm công việc làm ăn và hạn chế di chuyển đi lại xa, bởi dễ gặp phải những bất lợi không lường trước được. Tháng 3 âm lịch, ngược lại so với tháng trước, tháng này tử vi tuổi Quý Sửu năm 2024 được dự đoán là có sự thay đổi về công việc làm ăn đối với bản mệnh tuổi Quý Sửu. Bên cạnh đó, có thể phải đi lại nhiều trong tháng, khả năng cao là phục vụ cho việc ký kết làm ăn.
tháng 4 âm lịch, tử vi Quý Sửu 1973. Phương diện tài chính trong tháng 4 này có sự biến động lớn. Chủ về đầu tư tiêu pha cho các hoạt động làm ăn kinh doanh. Đồng thời, khi ra ngoài bản mệnh nên chú ý lời ăn tiếng nói và cách ứng xử kẻo gặp rắc rối. Tháng 5 âm lịch, tháng này tuổi Quý Sửu sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, giải quyết những vướng mắc, bế tắc trong các công việc làm ăn. Ngoài ra cần chú ý đến sức khỏe của bản thân khi ra ngoài. Tháng 6 âm lịch, tử vi 2024 tuổi Quý Sửu được dự đoán không mấy tốt. Chủ về trong nhà dễ có người già đau ốm lâu khỏi và công việc không đạt được kết quả như mong đợi, có thể do gặp bất lợi làm gián đoạn. Tháng 7 âm lịch, một tháng khá hanh thông đối với bản mệnh tuổi Quý Sửu, ra ngoài được âm phù dương trợ, mọi chuyện thuận lợi, dễ đạt được thành công. Tuy nhiên cần chú ý an toàn, cẩn thận xe cộ đi lại. Tháng 8 âm lịch, tử vi tuổi Quý Sửu 2024, trong gia đình bản mệnh có nhiều tin vui đưa tới, như thêm người hay hỷ tín. Không khí gia đạo luôn vui vẻ, ấm êm, tình cảm vợ chồng bền chặt, con cháu hiếu thuận với cha mẹ. Tháng 9 âm lịch, tháng này cần chú ý hơn đến các hoạt động làm ăn. Không nên có sự thay đổi do gặp phải bất lợi. Giữ nguyên kế hoạch là cách tốt nhất để mọi việc được diễn ra bình thường. Tháng 10 âm lịch, đối với bản mệnh tuổi 1973, thì tháng này có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở và tiền bạc hao tán nhiều, có thể là tiêu pha cho gia đình hay đầu tư cho các hoạt động kinh doanh mới. Vì thế tuổi Quý Sửu nên hết sức chú ý. Tháng 11 âm lịch, tháng này cần chú ý có thể gặp bất lợi, cản trở trong công việc kinh doanh do bị đối thủ cạnh tranh liên tiếp phá hoại. Chính vì thế, tuổi Quý Sửu 1973 cần có những kế hoạch dự phòng để ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Tháng 12 âm lịch, tháng kết thúc năm 2024 với sự suy giảm về sức khỏe. Tháng này, bản mệnh nên thăm khám sức khỏe định kỳ và cẩn thận các bệnh liên quan đến huyết áp và thiếu máu. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi năm 2024 cho thấy công việc trong năm có sự thay đổi so với năm cũ, có nhiều cơ hội để phát triển, thách thức mới cho bản thân. Nếu vượt qua được khó khăn này thì bản mệnh sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Bên cạnh đó, năm nay được quý nhân, bạn bè giúp đỡ nên công việc cũng tương đối thuận lợi, suôn sẻ. Trong năm 2024, người tuổi Quý Sửu được sao tốt chiếu mệnh, nhận được nhiều lộc về buôn bán, kinh doanh, công danh sự nghiệp đều phát triển. Tuy nhiên đi đôi với nó, bản mệnh sẽ có một số áp lực nhất định và nhiều ràng buộc hơn. Do đó, cần giữ tâm lý thoải mái và tự tin để xử lý công việc một cách khéo léo, hiệu quả nhất. Về mặt tài vận, ở thế như nước đẩy thuyền lên, công việc thuận lợi thì tài lộc ắt dồi dào. Theo đó, phương diện tài chính năm 2024 của tuổi Quý Sửu 1973 có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông. Đặc biệt với người kinh doanh, buôn bán, năm 2024 hứa hẹn sẽ thu về nhiều lợi nhuận, bù đắp cho những thua lỗ trước đó. Có điều, chớ vội vàng mở rộng quy mô hoặc ôm quá nhiều hàng hóa một lúc, kẻo rơi đúng vào thời điểm vận khí xấu mà hao hụt, tiêu tán. Nên thận trọng, vừa làm vừa thăm dò thị trường, chậm nhưng chắc còn hơn nhanh mà thiệt hại. Với những ai có ý định khởi nghiệp trong năm nay, chỉ nên thử sức với quy mô nhỏ, số vốn ít trước. Năm có thái dương chiếu, bản mệnh nên tìm người hợp tác là nam sẽ tốt hơn nữ, được hỗ trợ mạnh về tiềm lực kinh tế và một phần cát khí. Tài lộc năm 2024 khá tốt, nhận được chủ yếu từ kinh doanh hay các dự án đầu tư lớn. Tuy nhiên, các công việc này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Bản mệnh cần cẩn thận và tập trung hơn, đồng thời nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tạo cơ sở và có nguồn tài chính vững chắc cho các năm sau. Về mặt tình cảm, tình cảm gia đình có nhiều chuyển biến tốt, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo với cha mẹ,
Đây cũng là nguồn động lực cổ vũ tinh thần cho người tuổi Quý Sửu phát triển sự nghiệp. Tuy vận số năm nay khá đào hoa, người tuổi này cần chú ý cư xử khéo léo trong các mối quan hệ. Nên giữ khoảng cách và có thái độ rõ ràng, tránh gây hiểu lầm hay tạo cơ hội cho kẻ xấu hãm hại. Về mặt sức khỏe, phương diện về sức khỏe của người tuổi Quý Sửu năm 2024 bình thường. Tuy nhiên, bước sang tuổi Ngũ Tuần, bản mệnh cũng cần chú ý hơn về chế độ sinh hoạt, ăn uống của bản thân. Các áp lực từ công việc dễ khiến bản mệnh bị căng thẳng, đau đầu, thể chất yếu hơn. Nên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, chăm tập luyện thể thao để giữ tinh thần thoải mái, tăng cường thể lực. Gặp năm mà ngũ hành bản mệnh sinh xuất cho lưu niên thì sinh lực ắt hư hao, sức khỏe cũng vì thế mà không tốt, lại thêm ảnh hưởng của bệnh phù hung tinh. Người tuổi Quý Sửu 1973 rất dễ đau ốm vặt hoặc mắc các chứng bệnh về mắt, thần kinh hay khí huyết. Nên chú trọng nghỉ ngơi điều độ và ăn uống khoa học. Dù bận rộn đến mấy cũng không nên bỏ bữa hoặc không luyện tập thể thao. Làm được điều này, tuổi Quý Sửu 1973 mới duy trì được thể trạng tốt, hạn chế đau ốm mỗi khi giao mùa. Trong năm cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe người lớn tuổi trong nhà, có thể xảy ra bất trắc. Đương số hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm như leo núi, lướt sóng, tránh xui xẻo ập tới. Vừa rồi, chúng tôi đã cung cấp cho quý vị những thông tin bổ ích về tử vi quý bạn tuổi Quý Sửu 1973 trong năm 2024 Giáp Thìn. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo về kênh. Nếu có thắc mắc về các vấn đề liên quan, quý vị vui lòng để lại bình luận phía dưới. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn.